Wow, dốc quá, vừa lên được cái đỉnh này. Ở dưới này là vực sâu. Leo bám toàn đá đá luôn. Rồi đưa đem làm tấm hình anh. Wow, đẹp vậy. Không thấy cái mặt anh. Đây, mày ra cái này. Wow, đẹp. Cái cây nó nghiêng giữa cái sườn núi. Sườn dốc khiếp ác. Đấy, mày phải chui ra đây. Hết. Ồ. Sâu quá. Coi cẩn thận té anh. Mất công leo lên đây, khối lan thì lấy mấy chùm nhỉ. Lọt xuống dưới vách này là rồi á. Cái lan chỗ nào? Đừng có chủ quan. Té đó. Dạ. Gãy đó. Vô đi anh. Đừng có mà không nan nữa. Qua gãy cái canh này rớt xuống vực á. Trời ơi. Vô anh vô đi. Cái cây đưa chết rồi còn lấy làm gì. Ủa, wow, sâu như thế này. Thật, giá rãi gì đúng không? Vì một cành lan thôi mà. Đấy. Khổ sở. Kinh thật. Quách dựng đứng không à? Đây là những chậu lan sau những chuyến đi rừng á, tụi mình hái về và trồng thành những chậu để trưng bày như thế này nha mọi người.